Hôm 12 tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông tin rằng kịch bản Iran tấn công Israel sẽ diễn ra không sớm thì muộn. Khi được hỏi về thông điệp muốn nhắn gửi Iran, ông Biden đáp chỉ một từ, đừng. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh cam kết của Washington đối với đồng minh Israel. Cùng ngày 12 tháng 4, tờ Wall Street Journal đưa tin quân đội Mỹ điều 2 tàu khu trục tới Trung Đông khi Washington chuẩn bị kỹ cho kịch bản Iran tấn công Israel. Một trong hai chiếc tàu trên đã có mặt trong khu vực từ trước, trong khi chiếc còn lại được điều hướng bổ sung. Theo Wall Street Journal, một trong hai chiếc tàu này có hệ thống tên lửa phòng không Aegis. Tờ báo này cho rằng việc triển khai tàu nêu trên được thực hiện khi có cảnh báo từ một nguồn thạo tin về thời gian và địa điểm của một vụ tấn công Israel do Iran thực hiện. Động thái của Mỹ diễn tả mức độ căng thẳng trước việc Iran tấn công Israel, một diễn biến nhiều khả năng đẩy xung đột ở khu vực lan rộng. Thực ra, phía Mỹ lẫn Israel lúc này đều cho rằng Iran chưa đưa ra quyết định nào về cuộc tấn công sẽ nhắm vào Israel. Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby việc Iran tấn công Israel là mối đe dọa có thật và hiện hữu. Trong bản tin khác của Wall Street Journal ngày 12 tháng 4, một quan chức Mỹ dẫn thông tin tình báo cho rằng Iran có thể tấn công trên đất Israel trong vòng 24 tới 48 giờ tới.